Rồi chào tất cả các bạn nha. Tình hình sáng nay mình với ông Tám đi ra sông Tiền ngắm cảnh chơi bạn ơi. Ngắm cảnh mặt trời mọc ra. Nó chơi vui vui chứ bữa nay mình với ông Tám ra thăm câu kiếm cá khủng mới được. Giờ nói chung cũng tầm 5 giờ rưỡi bạn, bởi vì nhìn mặt trời đẹp quá. Mình với ông Tám là có duyên với cái môn văn câu này lắm. Văn câu dính cá bự bự không đã lắm. Với lại ông Tám ông văn điểm hiểm không mà kêu ông hốt cá bự sao được. Này văn sấy bạn thấy hơi ghê hồn không? Nó gài thời tiết mưa quá trời mưa. Nguyên đêm hôm mưa tầm tã luôn á. Rồi người sáng ướt nhẹp. Vậy mà chưa nắng gắt ghê nữa. Kìa ông Nam cũng đang làm vớ. Hai ông cháu cũng nào vậy làm vớ. Bữa nay là mong kiếm được vài con súc cho bạn coi cho đã. Cũng giống như mọi khi ông Tám văn hai gỗ, mận gỗ chia ra khoảng 200 lữ à, 180 lữ. Mình văn điểm mà có chỗ nào khả năng có cá cao đó mình văn vô cái văn điểm đó. Chứ mình văn bây giờ nói chung là cá ít á, mình văn đường câu dài nó dở dữ lắm. Tới rồi các bạn ơi. Tám ông quất đường câu này trước, đường câu này nói chung gần trong bờ nước nó đứng. Tám dần kế cái lăng báo ổng mới chịu à. Như dặn thiết bị luôn. Tám thủ vợt sẵn rồi đó. Xúc dậy khoát. Này mà hôm qua bán cá lẻ gì thấy vợt nhỏ còn đây trời. Mới nói gì đó. Gì không? À. Chuyện qua nghe nói ông văn đâu được cái lăng cái ký gì đó. Thì cũng tạm được rồi, văn mỗi con vàng mà chuyện qua ông văn có gỗ gì à. Văn con khúc mà. Giờ bắt đầu lên thôi bạn ơi. Kiếm hàng khủng nè. Nãy hai ông cháu mình trên kia mới kéo lên cái neo đứt dây rồi. Mới chạy ngược xuống đây cứu lại. Chưa lên neo mà đứt dây rồi. Mới đứt dây phao à. Ủi khoát đứt dây phao luôn. Thôi anh này gần bờ á. Nước nó không chảy hùng. Đi xuống đây mình cứu ngược lên được. Ở sông Tiền này bạn con nghe sáng mà chim chóc kêu ghê hồn. Dưới đây mình nghe lồng lộng luôn. Quá trời chim luôn. Tại đây giờ nói chung người ta ít ở đó. Bộ vườn bỏ hoang nhiều nè. Ở đây tới tháng bạn thấy cò về dữ dằn lắm. Ở đây người ta nuôi hầm cá đó. Cò tới tháng thôi về đây quá trời quá đất. Cút trình ghê á. Xích lên đó xíu khoảng 100 mét à. Nó con giống cũ cũng bợ được con bự. Mà nói bự thôi chứ không có cửa con cá không đâu. Nó, con đó chắc cũng kia 7 à. Sao không bà kia 4 kg rồi. Con cá đó xúc mới đã. Cảm giác. Gặp cái sông Tiền này nó sâu nữa bạn. Bởi cá nó gịch cảm giác mạnh lắm. Cá đầu tầm cái rưỡi rồi thôi thấy cảm giác cũng tê tái rồi. Mà thấy cái lằn thấy nó khôn quá ông Tám ơi, văn lưới neo ít dính quá dạ. Nó lâu mới dính được con chứ thật ra ở sông Tiền thì lưới neo cái lằn bạn là nhiều lắm á chứ không phải ít đâu. Ít nhiều năm lưới nó lội cho đụng lưới nó cho rồi à. Chứ nó dễ đâm lưới, văn lưới neo này dính nó đã lắm. Chính ra đây nó nhiều. Dạ, hết mồi đó.
ốc bù vàng hết mồi luôn ghê. Hôm qua ông Tám văn trò nghe nói đâu mưa bão giông quá trời luôn. Ở trong tiền này mỗi lần mà nghe tới giông tới là thấy ai cũng sợ. Giông được câu này, này câu dưới mũa quá hay ho gì quá trời. Được đâu. Quá cũng hứa mà không vô ác đàn. Ông bỏ vô sườn cho đâu cho luôn hả? Ừ. Bởi vì nói bởi rau bủa không. Không có muốn đi đâu rồi đi. Giống như con như cũ như đen của đó vậy, chạy cái xuồng cũ đang chạy được chút xíu lên tới mỏ tàu heo để đặt mấy cái bẫy rắn thôi á, mà không dám chạy đó, chạy được xíu vòng gió thôi rồi tấp vô luôn, vô trời của ông Nam Minh đó, chịu không nổi gió ghê hồn chứ. Chưa mà đá mới mấy lử mà rồi luôn. Ôi lên nè. Bệnh góc này mà là có cá nè. Vô. Vô. Chỗ này cá nó ăn hết mồi nhiều chứ bộ. Thường dân câu chỗ nào mà có hết mồi nhiều là khả năng có cá cao lắm. Mà dân đường câu nào mà thấy đi kéo nguyên khúc mà thấy mồi còn nguyên hiện thấy hơi khả năng hơi yếu à. Bệnh phát đứt cục gạch luôn. Dâu này, không kiếm. Con cá này tật 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 gì nè, cá gì quá nè. Tạo đứa con cá bạn ơi. Tật 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 tật. Tao nó nhỏ chứ thấy gì chứ cũng nửa ký hơn ha. Tật tật cũng khá dữ luôn. Như dưới góc thì thấy gì câu không căng dữ không đáp. Ủa, con cá chà bá lửa nổi viền không? Cá sủ mồi ốc này nói chung là cũng dính cá sủ bạn, nhưng mà tỷ lệ nó thấp lắm. Cá sủ chỉ có mồi tôm với mồi tép á. Nó dính đâu gần trong cái góc này á. Gần cái neo không á hả? Ừ. Không lấy lên được không đây nè. Trời, có cá là mừng rồi. Tưởng đâu cái viền này đi chùa rồi chứ. Gần hết câu rồi. Mà chắc cá lăng quá. Lăng hay nhát. Xa dữ à. Tật 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 heo à. Chà. Công nhận ta mắc mạch ghê đi các bạn. Khúc rồi chưa thấy. Mấy khúc gạch đó mà cái đó. Gần gần cái đầu neo. Mày đâu rồi, lú đầu lên coi. Trời ơi, đầu neo. Cái chân đầu neo luôn. Nãy chỗ này cài neo là mới ghê này chứ. Cá gần bên rồi nè. Lắm sát bên rồi bạn ơi. Trời ơi. Nghe cái đầu neo căng thiệt mày hả bưởi đâu mà bưởi góc nữa trời trời ơi chạy viền nữa trời ơi cha trời ơi cá kế bên đây nè để con bệnh trong quê chứ uổng ngủ nha uổng nguy hiểm lắm mà sảy uổng không tin tôi cất rồi rồi lên đây lên đây lên đây cá luôn rồi. Qua. Có cái bà. Trời ơi, không vậy rồi. Có cá hơn không à. Đâm nó cứng quá bạn ơi, phải ủi rồi chứ không có bệnh.
là chỗ này nó chảy dữ trời, chỗ này cái dặn này nó chảy quá trời dài, chảy dặn xoáy nè, không tình thì chứ lên cái neo mà chưa chịu lên nữa, cài cái neo chứ. Mong lỗi khoáng này cái vẫn còn bạn. Mong bà cậu ơi cho suôn sẻ bà cậu ơi. Dân câu ở sông Tiền này chung mỗi lần ủi là sợ lắm. Hên cái viền câu 8 là viền câu bự cũng đỡ một chút. Chà. Căng. Căng thiệt. Rồi, rồi ông 8 ơi. Hên viền câu còn. Còn thì đứt. Còn còn. Xuồng cái chì lại. Gì cũng thấy chì lại mà ta. Đó cá kìa. Cá lăng. Đứt rồi. Trời trời cái câu gì đứt trời. Nó lên chắc ghi đứt như chăng cái neo ông luôn quá. Ừ. Nó bị cài là cài cái neo á. Cài cái neo mà. Ôi giời. Ồ. 700 gram được không? 600 gram. Ôi giời. Con đầu tiên nha, ngoe ngoẩy. Mày hả bưởi. Đứt viền câu thiệt định đứt chân cái đầu neo luôn. Chân đầu neo luôn. Độc thiệt chứ. Xong phim. Đứt ngay chân đầu neo. Dạ mình ông tám xuống viền câu thứ hai thôi. Mọi hy vọng đặt vào viên câu thứ hai hết bạn ơi. Viên câu đầu tiên nấu được có một con à. Tình hình căng thiệt. Mà cũng hên, tưởng đâu cái viên câu này là đi chùa rồi chứ. Vớt vát được con đỡ quả chút nào. Được nào hay đó. Viên câu này là thâu ngắn lại hơn lần trước của ông Tám nhiều à. Viên câu của ông Tám lúc trước hình như là 200 240 hay gì á. Bây giờ còn lại 160. Mặt trời giờ lên cao rồi. Ông Tám nói cái đường câu này là câu tàu lao ổng nè. Tại chừng qua ổng văng bạn gió quá trời gió á, bão á nên ổng cho cái dây xuồng tự động gió thổi rồi văng luôn chứ không có bơi. Kiểu hên xui mà ai biết được. Đường câu dưới đây là đường câu cá khủng á. Ở sông Tiền này sâu nhất là ở đường câu này nè bạn. Là chỗ đó là chỗ sâu nhất á, ở Bà Hà. Chỗ đó bởi vậy thường có cá hô bự đó, ở dưới đó là vậy. Hồi năm trước á, tay kia quất cá hô 120kg với chỗ này nè. Ở dưới cái đường câu 8 văn. Chỗ này nó quặn sấy, nó sâu lắm bạn ơi. Bởi vì cá bự nó ở dưới đây nhiều. Mà cá văn này hơi nguy hiểm nha. Mấy cái lò gạch gì đâu, mấy trụ đá gì đâu, rồi lưa dân dưới đó đó. Do hồi xưa sạt lở á. Để có hầm, đồ mấy cái hầm sâu sâu rồi, bị mấy cá nó ở, nhất là cá hô. Tới rồi, tới rồi. Mọi hy vọng đặt vào viền câu cơm gạo này nè. Chúng mình thắc là viền câu này là quyết định nè. Trời, chỗ này cái dạng sấy rất là lạnh không. Ở xuống dưới đây là vậy bạn, ở đây sòng sấy xích lên xích kia đâu mười mấy 20 mét thêm cái quặng nữa, sấy cuồn cuộn cá khủng nó dưới đây không này chứ đâu. Nhưng qua chỗ này là gió dữ dằn luôn, là làng luôn. Dân câu này đôi khi bạn mới kéo lên cái neo là có cá đó. Mình nhớ con làng mình cũng không vậy, mới vượt cái neo lên lưỡi câu đầu tiên hốt hàng rồi. Dối bỏ luôn à. Trời ơi, mi vô câu nó đồn. Qua giờ nó dối bỏ luôn à. Qua hên là cái xuồng ông cái bè nó cao cũng đỡ, gặp cái xuồng nhỏ thấy bà luôn rồi. Qua xuồng nhỏ ở đây luôn. Không gì đâu. Chạy ướt bệnh vô mà. Chưa chưa ông Tám ơi, mới có mấy lữ không?
còn hy vọng nhiều. Trời, đăng quá trời, cặp máy sông ngư dân tính cả chục cái hết gì. Đăng đó chủ yếu người ta bắt cá lòng tông mà. Cái đường câu cơm gạo của ông mà. Cái này cái nồi cơm của ông Tám đó, cái đường câu này nè. Sáng nay chưa thấy ông Hùng ra ta. Không quen sao ra được. Nó dạo nó không quen sao ra. Vậy hôm qua ông bơi chạy trước hay sao không? Để nước hôm qua thấy ông giăng lưới mà. Với Hùng cá sát bạn, tối ngày sáng đêm á, lúc nào cũng nuôi giăng cá sát. Ừ cái này tay nào ta. Vậy sao vô? Cái đậu ngoài đây rồi, gạch nó càng quéo queo mà. Nào thả lưới cá cơm cái gì. Hai cục gạch rồi, 20 lữ. Này giọt đẩy mạnh nhất. Chăng cái giọt đẩy xuống nước. Ghê hồn. Trời ơi, ngày qua vậy mà. Cúp lấy tàu lưới bê lè thả dưới cá mè mười mấy ký trời. Tàu nhậu luôn. Cúp hả? Ừ. À vậy chuyện hôm qua chắc ông Hồng nhậu trên đó vụn cá vậy. Qua nghe nói ông Hậu thằng làm câu xong ông tấp vô đó ông nhậu luôn mà. Tấp nhậu gì cái gì à. Chữ kêu anh, chữ ông đầu đấy. Thả mẹ kêu lên mừng cắt cái đầu nhậu nữa. Lưới, ta lưới con bảy le hả? Ủa sao con bảy le dám lấy lưới đưa dần cúp thả chạy. Thì ngang qua nó ghé nó nhậu với dần cúp đó đó. À. Tổ đại người mới. Cá nhậu vậy dính cả buổi cái gì mà khách nhậu cho mọi người không thả này chắc nào không tao dòng á. À chắc kia chiều đó. Ừ, chưa đó. Con cá mất gốc rồi. Tao đâu có cá mất gốc nữa rồi bạn ơi, căng à. Có giặt rồi. Bự không mà giặt dữ không tao. Ồ, tao nói mà đỡ là được rồi bạn ơi. Bự à. Trời ơi, cái góc nội ơi, thiệt tình. Ừ, ở lên rồi. Lên rồi. Càng lên là mày chết liền à. Càng giật không tao? Không biết sao con vô rồi, bệnh con vô rồi. Có. Ủa giật sẵn không rồi? Ủa ngát. Ừ. Đâu có mạch. Còn con nào nữa không? Cá đại điểm là dính ghê lắm bạn. Mấy con cá giặt này, đọc mấy con cá này đó. Cá giặt nó mũi, nó đọc mấy con này. Ủa con này nhém sảy nè, con táo mép một xíu kìa. Dễ vậy, ngát gì vậy. Hàm đá, hên dính hàm trên đỡ. Con má. Con Tám nó xem cá này đâu, nó giặt kỳ vậy. Để coi thử rồi bạn ơi, còn nữa không. Nhớ bữa mình với ông Tám đó dính lượt ba lưỡi ba con bạn mê lăn bự bự không, lúc kéo câu buồn ngủ không có con nào, lúc dính vậy đó. Dùng đại đi đó. Ngát nha, cái ngát này về nấu con chua thôi. Ừ gì chịu nổi. Vậy đang quản còn con nữa đó ông Tám ơi. Ừ thắng xong lên luôn ông ơi. Đó mình làm mình hồi hộp quá bạn ơi. Đó cái lăn đó kìa, con thấy lúc dính vậy đó. Cá bây giờ ở điểm không, cá này nó đi ở cứ câu móc. Mày hả bưởi, bưởi ơi là bưởi. Lăn với mình giờ kiếm cái lăn nhẹ hơi khó bạn, ít lắm, lâu lắm, hiếm lắm với được con hai con. Đa số lăn nha là nhiều. Lẹn cá đó ông Tám? Ngoài cá này cá chân mắt ngay gốc rồi đó. Vậy hả? Quỷ ngắm được câu nó dằn thì chân đó nó giật cái chân nó vừa cái bốn con lăn. Vậy là cá khác hả? Đứt gần cá này đứt rồi. Cá này bự vô đâu cá nhỏ dằn mạnh luôn. Nét nó hiếm luôn.
Ủa như trời. Thì thường tám nó cá bự là bỏ lắm ăn luôn á, không khi nào mà dưới 3 kg. Ông thường thường khiêm tốn lắm, con cá rồi như coi nhỏ rồi gì cái ký ký mấy không. Ủa như trời ơi. Kéo câu lâu lâu hên vô ngay chăng cái điểm nó thiệt tình chứ. Thấy con vịt của ông trời. À, chỗ này nè, chỗ cái khủng đi không nè, cái lăng. Con nào nói là xứng đáng không? Uổng quá. Dân câu này càng hốt con đâu 2 kg mấy 3 kg rồi thấy lời rồi. Cá này số nó còn sống. Cá ngát về chứ còn khoảng 120.000 kg rồi. Do vụ dịch bệnh nó xuống nè. Cá lăng thì nằm giá tùy theo lớn nhỏ, 110, 100, 140, 160, nói chung 180 cũng có luôn. Càng lớn giá nó càng cao. Uổng con cao quá. Không lấy lại những gì đã mắc không Táo ơi, còn câu còn hy vọng. Chăng cái điểm con ngỗng huyền thoại cơm gạo của ông Tám đó. Mấy bạn nào xem clip mình là biết à, con ngỗng đó là lúc trước mình nhốt thu có giăng lưới bạn. Giăng lưới lúc mà mấy anh em mình giăng lưới trên bờ càng quéo queo á. Có quay mấy con ngỗng đó ở chỗ này nè. Xa lắm, từ đây lên bè em cũ chạy xa thăm thẳm chiều trôi luôn á. Còn mà ông Tám ơi, còn câu còn hy vọng ông ơi. Tại lắm quá hốt, con 2 con nữa chứ. Mấy ngấu bầu vàng thấy dân câu mang cái dục ra là quất đó. Con cá này nó khôn lắm. Dân câu vậy chứ bạn thấy mất thời gian lắm đó. Mình về nhà mình phải phao câu lại nữa, mất mấy tiếng hồ nữa bạn. Nhưng mà ốc này mình phải đập từng con ốc ra mình móc vô sẵn. Bởi vì lâu dữ lắm. Tính ra dân câu này mất thời gian nhiều hơn là lưới. Lưới mình dân xong mình cuốn rồi. Còn câu này về là dân là phải về phải phao lại. Móc mồi á, từ lưa rồi thay lưỡi câu nó lâu dữ lắm. Tới phao vàng vàng đó là hết rồi đó. Mong hốt đựng con thôi. Mình bị dính góc chứ. Bởi vì mình thấy ghê hồn không, giăng câu. Trời ơi Tôm, còn cái kèn không? Nó khuyến mãi lại cho cái kèn. Đó này khuyến mãi cái hàng dâu. Hàng dâu. Có con tôm mà cũng bị sảy nữa trời. Móc cái chăn càng đó. Đâu nguyên bệ đâu, cái muốn gì quá trời đất cái này. Nhìn mấy cái tròn tròn này nhớ lại ngày xưa thời nước nổi ông Tám xúc mua lương ha. Giống như mấy cái mua lương kia. Dạ. Đó nghĩ xúc mua lương nhìn thấy ham thì chứ. Vớt vát coi. Còn gốc bệnh gì, còn dính gốc chứ bởi vì cũng chưa biết bạn ơi. Bệnh phát mới lên biết có hay không liền từ đây tới cái phao. Chắc nghĩ nó cài neo quá kìa, nó nhìn nhìn có phao rồi nè. Đó đó hết câu rồi, rồi xong rồi nổi phao lên luôn. Rồi kết thúc chương trình rồi bạn ơi. Vậy mà không vớt vát được con nào mà cậu không cho thêm con nữa thiệt tình chứ. Bự bắt không được, uổng quá. Giặt mạnh lắm rồi. Rồi. Có ngưng lại thấy đường câu giặt không? À, không thấy đường câu mà thấy ngưng lại mà. Uổng thiệt chứ. Bởi xong tiền muốn bắt cái bự nó không có dễ, dính câu hoàng hoàng cũng quắn vô góc gọ bạn. Mình bệnh mình ủi dễ sảy lắm. Hên con nào tới số lắm mới lụm được nó.
Bởi vì ở đây mà lâu lâu mà bắt được con cá bự nhìn cái mép nó cũng bấy sấy hết á. Sấy không biết nhiều lần. Rồi kết thúc chương trình. Giờ mình với ông Tám về thôi bạn ơi. Nói chung bữa nay thì kiếm tiền công à. Cũng may là giang không phải giang mồi tôm hay mồi tép chứ mà giang mấy mồi tốn tiền là lỗ chắc luôn. Nhiều đó thì em nghĩ chắc kiếm cũng được khoảng 200-250 mà. Thì so với một ngày công ở người dân ở dưới quê thì 250 thì cũng chung cũng tạm được. Nhưng mà nói gì nói với mình dân câu này mất thời gian á, tốn công tốn sức cũng nhiều á. Để đâm ra cũng không ngon hơn đổ. Này chú Thanh nè, ông dân cá sát nè, nhìn cái phao đỏ ngự chứ. Chứ có một cái chú nào nữa mới nữa, cũng mới ra đây ra nghề dân mà đây nè, mà mình cũng chưa có biết tên, tại mới dân đây à. Mấy cái phao đỏ đỏ ngự giờ mà nè. Mấy phao lóc mít nè. Cái này thả lưới cá sát hay cá kết gì đây. Nãy xảy con cá bự nó tiếc thiệt chứ. Tám con cá đó cũng tệ không phải là 2 kg. Chắc nghi cá lăng. Nãy thấy ông cầm lên rồi bắt đầu ông kéo lên thấy gì câu bắt đầu nó giật giật xuống rồi ông nương lại rồi. Thường mấy cá mà nương tay là cá bự mà. Chứ mấy cá nhỏ mà hàng cầm nó xì nhê tăng 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 à, còn cá bự nó gỉ gỉ làm ghê lắm. Uổng ghê phải hốt được con đó là có lời là xiền luôn. Ủa đây hai tay nào thả dữ vậy ta, thả lưới ghê à, ba lóc mít đâu người đó ngự chứ hả? Để hôm nào có dịp mình với ông Tám sẽ phục thù lại. Mấy lần trước mình với ông Tám đi dân câu bằng con mê á, cá bự bự quá trời cá luôn. Tám nãy nó rồi mà, thằng nhất định vài bữa đó tao phải chuẩn bị mồi thì phục thù lại mới được. Mình ơi hàm cháo thất thù quá bạn ơi. Khui à, được con cá lăng bự nhất. Lú đầu cơn, mê mẩy cơn. Đây con nữa, hai con. Ủa con nhớ con cá ngát đâu ta? Đây. Trời ơi, nằm tiệp màu dưới tưởng đâu mất tiêu rồi chứ. Cái ngát này về nấu lẩu hay nấu canh chua thôi thôi. Thứ bảy vô nhật chịu không nổi bạn. Đó. Cá lăng cũng đỡ nè. Cá lăng nhìn cái râu nó dài bằng cái đuôi nữa không? Cái ớn lạnh không? Ngoài ngoài cơn, ngoài ngoài cơn. Nay mình với ông Tám tức quá bạn ơi, sẽ con cá bự. Dính đường cá bự mà cậu không cho ăn. Thua luôn. Mấy cái lăng nha, còn nhìn màu đẹp ha. Nhìn cái đuôi nè, đỏ ngầu. Cái ngát này mà không nhớ hôm bữa cái đây chắc như cũng khoảng gần hơn nửa tháng chứ. Mình nhút thu á, mình hốt cái lăng cái ngát 2 kg 3, 2 kg 4, trời ơi cảm giác nó đã bạn ơi. Cái ngát ở sông Tiền bây giờ mà được con 2 kg 3, 2 kg 4 đó là hàng hiếm. Để bữa nào mà mình tranh thủ mình kiếm ốc này nọ đó dân câu một bữa nữa rồi coi ốc thu rảnh rảnh ra quay phim. Thì thường mình đi dân câu dân lưới phải có ốc thu mới được để quay phim đó bạn. Ốc thu gái nó nói gì nói nhầm khi mình đi nhiều quá cũng không tốt với lại ban đêm rồi nữa ở nhà còn phụ gia đình tùm lum chứ. Hẹn các bạn clip sau nha, clip sau có dịp mình với ông Tám sẽ lấy lại những gì đã mắc.